Xin chào các bác, em là Quỳnh Công 201 ở diễn đàn hội quán net.vn. Hôm nay em xin hướng dẫn các bác cách cài đặt và thiết lập BF Sensor với một LAN, một cái cạc mạng mà mình kim luôn hai chức năng là LAN và WAN luôn ha. Thì đây nhìn cái sơ đồ nó bác hiểu ha, là converter thiết yếu là bác phải có cái converter như vậy, phải có converter cỡ này giống như này em đang xài cái này ha. Rồi mình cho nó vô switch luôn, cái PC cài BF Sensor mình cũng cho nó vô switch luôn ha, cho nó vô switch luôn. Mực một mình chỉ cần một nít là được rồi, một cái cạc mạng là được ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình cài đặt trước. Bây giờ cài đặt BF Sensor ha. Đây, cái này thì mình chọn boot default ha. Boot default là số 1 á. Số 1. Cái này là đang cài bằng đĩa nè. Đĩa USB nó cài cũng tương tự thôi. Rồi hiện tại thì chưa có mạng ha. Hiện tại thì chưa có mạng nè. Mất mạng. Không có vô được mấy cái này. À, không có vô được ha. Rồi ở đây nó sẽ kêu mình là một là red, R là recover, hai là red, y là bắt đầu cài đặt. Rồi mình chọn y ha. Chữ y ngắn á, y. Đó, bắt đầu cài đặt. Này thì mình chọn accept đi setting ha. Là này mình nó kêu mình thiết lập mà độ hoang dãi rồi cây bo kia là mình thì cho nó mặc định luôn đi. Theo tiếng Anh nó dễ ha, accept đi setting. Rồi. Chọn intone ha, BF Sensor. Chọn ổ đĩa, ở đây là ổ ảo này. Mình chọn cái ổ này. Format. Format. Use edit, chọn cái này format D không, format sắp xếp chia đĩa rồi accept luôn, yes luôn, ok luôn. Đây. Accept and install luôn, ok luôn. Đó cái này ha, đó là 19 GB, chọn nó luôn, enter luôn, ok. Rồi bây giờ cái này là swap ram 2 GB thì swap nó tự động nó cho thành ram 1 GB thì nó cho swap. Đôi này mình không cần thiết, không cần lớn lắm, 128 MB rồi. Accept and click luôn, rồi đợi nó cài. Cài cái này cũng tương đối nhanh. Rồi. Chọn ở trên ha. Symmetric multi resistor là hỗ trợ đa nhân. Multi luôn. Rồi, reboot lại. Rồi. Mặc định nó là admin nè, mật khẩu là BF Sensor nè. Đây, admin BF Sensor ha. Tài khoản mặc định đó. Nãy quên chưa chỉnh vào lại cho nó ưu tiên boot bằng ổ cứng. Boot bằng ổ cứng A10. Enter.
cho nó tự động nó vô luôn. Mà sau khi nó boot xong thì cái đoạn mà rồi nó tích liệu thất yếu thì mình cài đặt á, là mình phải ghim cái tất cả vào switch đó nè, tức là ghim cái LAN của thằng bé trên xe này nè, ghim cái LAN này luôn vào trong switch luôn ha, vào cái switch luôn à, để khi mà mình lên mình thiết lập như vậy nè, nó báo là link stay trên này Sensitive to up nè, đó up tức là đang mở lên ha. Cái này á, thì mình phân biệt cái này LE0, LE0 là cái tên của cái cạc mạng để phân biệt ở trong này, địa chỉ mắc và cái tên của cạc mạng ha, tên của cái nhà sản xuất cái cạc mạng đó. À, mọi người cái này để phần 2 đi, phần 1 mình cài đặt xong rồi ha, nó chào các bác. Vậy đây, chút thiếu qua phần 2 em sẽ hướng dẫn làm cái này.